Hiện nay không ít anh em đã bỏ thói quen chỉ đi một đường mà chuyển sang hệ đó chính là online. Nhạc gì cũng nhảy, tin gì rất là khuyến khích vì cái dạng này đi đăng đơn không lo tranh đường. Tuy nhiên cứ khi nào đổi đường ấy, các bạn lại phải chuyển sang một vị tướng khác khá là phiền phức mà lại còn không quen tay, gây khó cho việc anh em đeo đanh. Thế nên việc chọn là những vị tướng đa di năng có thể cân mọi đường ra trên được rất nhiều anh em quan tâm. Vấn đề là kèo chắc chắn được nhiều người mong chờ, hai vị tướng hội tụ đủ yếu tố để thể online mà anh em cần biết để đeo đanh. Đường nào có thể đi mà thuộc dạng mạnh chứ không phải là xoàng đâu. Chúng ta đến với kèo Wonder và VS, ai đa năng hơn tại 12 này? Xin khuyến mại cho kỳ nghỉ hè anh em ơi, xua tan cân nóng cùng TNG shop chấm viên ngay thôi. Khuyến mại 100% giá trị thể nạp, nào 100k có ngay 200k. Còn đi quân vô tận cập nhật liên tục với giá rẻ nhất thị trường, Munich có ngay skin S chỉ từ 80k. Đặc biệt anh em để nhận tới 2 triệu đồng cùng với ạc liên quân không đồng khi bạn đăng nhập shop nhé. Đến ngay TNG shop chấm viên, giảm nhiệt và săn ạc khủng mùa hè ngay thôi nào. Thứ nhất, độ cơ động, điểm đấu sĩ đảo đường nhanh dù đi đường nào, sẵn sàng tham gia tranh mọi lúc mọi nơi ấy, chúng ta phải bàn về độ cơ động của chúng. Wonder, độ cơ động của Wonder khi dùng để di chuyển là khá ổn, có thể tận dụng lính quái tướng địch để thể vượt qua địa hình dày rất nhanh. Nếu Wonder đối đầu với vị tướng sau ấy, các bạn cần phải chú ý nhá. Quy, Lưu Bố, Senna, nếu thể truy đuổi hay là chạy trốn thì cũng kiểu 50-50 thôi. Bọn cơ động cao kiểu là Elan, Nagrod, Aoi hơi khó khăn một chút. Vred chỉ có thể đi bộ, chiêu cuối chỉ dùng để có thể tiếp cận gần kẻ địch. Vì nếu không có chiêu cuối, Vred mất đi khá nhiều ứng búp cộng thêm. Còn khi truy đuổi kẻ địch, mặc dù độ cơ động không cao bằng nhưng có thể bù lại bởi khả năng khống chế di chuyển tốt của Vred. Chốt lại, Wonder sẽ vượt trội hơn Vred về mặt di chuyển nhanh vì bộ tức có thể vượt qua địa hình lại có thể gián tiếp nhờ vào lính quái. Còn Vred nếu muốn vượt qua địa hình cần vận dụng chiêu cuối, mà như vậy giao tranh nổ ra các bạn sẽ mất đi khá khả năng gây sát thương đó. Wonder 6 điểm, Vred 5 điểm, 7 điểm nếu bạn dùng tốc hành nhé. Thứ hai, độ đa dạng. Là một đấu sĩ đa năng thì chúng ta cần phải xét về meta hiện tại xem là các vị tướng này đi được bao nhiêu vị trí. Đây đồng dạng là phương án giải quyết tình trạng tranh đường hiện tại. Wonder, cả năm vị trí Wonder đều thì đi tốt với kèo từ hòa tới thắng. Lỗi trang bị cũng tùy theo vị trí, nhiệm vụ của nhà kẻ địch mà các bạn biến đổi theo. Wonder so với Vred có điểm vượt trội hơn khi vừa có thể đánh cả lướt của một đồng đội nhờ cái chất tướng khỏe của mình, lại có thể cover cho chủ lực với chiếc cuối đa di năng của bản thân. Về mặt trang bị ấy, kể cả các bạn không chọn dìu mà chọn kiếm ấy và lên full dam khi đi rừng vẫn đảm bảo an toàn từ chiếc cuối, hạn chế việc bị sốc chấn thương quá nhanh. Còn nếu bạn muốn cầm Wonder đi mid thì các vị tướng pháp sư ở khu vực rừng như là Tolen nè, Gera, Pain sẽ đảm bảo cái lượng sát thương được cân bằng. Wonder mà đi trợ thủ, bọn xạ thủ nên là các vị tướng có thể đánh kiểu can lướt mạnh ngay từ đầu như kiểu là Theonat nè, Cavani, Joker để thể lấy lợi thế. VDF đa năng có thể đi tốt cả rừng, top, trợ thủ và mid. Tuy nhiên đi mid ấy thường những hạn chế nhiều so với ba vị trí kia, vì khi đó team sẽ mất đi khả năng cấu rỉa cũng như dọn lính từ xa an toàn, vì đó cái điểm mà pháp sư bình thường làm tốt hơn VDF mà. Dù đi vị trí nào, tác dụng và nhiệm vụ VDF lấy áp lực ở đoạn đầu để thể đè vào rừng kẻ địch cũng như có thể can lướt cho tranh ở đoạn giữa game. Sở dĩ Vred đáng sợ ở đoạn đầu và giữa game đó chính là khả năng cò quay tuyệt vời, và thứ hai chính là không sợ hiệu ứng khống chế. Chưa kể thời điểm đó kẻ địch chưa đồ giảm hồi phục. Tương tự với Wonder, nếu bạn muốn cầm Vred đi mid ấy thì đi rừng nên là vị tướng phép để kẻ địch không dễ dàng cho việc lựa chọn trang bị phòng thủ. Về đoạn sau ấy, nếu Vred đi trợ thủ sẽ khá yếu đi nhiều so với Wonder vì khó thể cover xạ thủ nè, cũng như khả năng càn lướt bị giảm đi khi kẻ địch có những trang bị giảm hồi phục. Vì vậy bọn xạ thủ như Elsu, Joker hay Te rất là ổn khi để tự lo bản thân tốt, không quá cần sự chăm sóc kỹ lưỡng từ trợ thủ này. Còn khi bạn đi rừng mà lên kiếm ấy hơi mạo hiểm đấy, nên dìu đi Ratan là hợp lý cho Vred. Vì các bạn mà lên kiếm ư, chỉ cần sử dụng chiêu sai, không thể choáng kẻ địch hay là quay xích hụt là có thể lập tức bị kẻ địch đưa lên bảng điểm số luôn. Chốt lại nè, Wonder Vred khá tương đồng về độ đa năng cũng như có thể đi được nhiều kèo khác nhau. Tuy nhiên Wonder nếu đi trợ thủ ấy lại có lợi thế hơn. Wonder thể đánh tốt với nhiều loại xạ thủ, còn Vred sẽ kén chọn hơn một chút vì khả năng cover khá tệ. Còn đi rừng hoặc top ấy, Vred sẽ nhỉnh hơn Wonder vì có thể giao tranh liên tục và tạo thế snowball trận đấu thay vì Wonder ấy, nó phụ thuộc khá nhiều vào chiêu cuối. Nhìn chung, việc đi đa năng nhiều đường cũng khiến cho bộ trang bị của vị tướng này trở nên đa dạng hơn. Tùy theo trận đấu các bạn có thể lựa chọn lối đánh và trang bị hợp lý. Còn về vị trí đảm nhiệm ư, hai vị tướng này khá tương đồng nhau khi những vị tướng pháp sư đi rừng mạnh dạng kiểu là Toren nè, Kena, Pain để cho Wonder Vred có thể càn tốt ở mid. Hay là các vị tướng xạ thủ tự lo ổn kiểu là Hete, Joker, Elsu khi bọn này không quá phụ thuộc trợ thủ để có thể bảo kê chặt chẽ. Wonder 8 điểm, Vred 8 điểm, đi rừng sẽ 9 điểm nhé. Thứ ba, giai đoạn đi đường. Mỗi vị tướng đều có ưu thế riêng cho giai đoạn đi đường của bản thân mình, đặc biệt ở giai đoạn đầu và giữa game. Cả hai đều rất là khỏe, có thể kết hợp tốt với rất nhiều đội hình. Wonder, pha đính đường với Wonder ấy không phải là vấn đề. Các bạn có thể thủ trụ dẻo với chiêu cuối ngay cả với tân xe hoặc là khi bị vây bởi 2-3 tướng địch. Tốc độ farm rừng nhanh cũng như tận dụng chi thức để thể di chuyển qua tường tiết kiệm thời gian. Tốc độ để trụ Wonder không phải là quá nhanh vì bộ thức không có tác dụng đến trụ mà chỉ là đòn đánh cường hóa khi bạn sử dụng phù hợp kiếm và lượng sang chuẩn từ cái nội tại. Với một Wonder full dam và không thua mặt lượng tiền thì không ngại bất kỳ kèo 1-1 nào, kể cả đó là Floor, Airy hay là Hete, đồng dạng không quá làm khó được Wonder. VDF có tốc độ dọn lính nhanh dù đi đường hay đi rừng nha anh em, bởi vì khi bạn đi đường ấy
sử dụng chiêu 2 cho một cái có thể dọn nhanh lẹ rồi. Còn đi rừng các bạn để farm hai con quái một lúc, Red thủ trụ phải là quá mắc ping đâu, vì cần phải khéo léo để đồng thời có thể gây hiệu ứng cả lên tướng địch và cả lính và điều chỉnh các pha lắc vòng gây đam và hồi phục tối ưu. Khá khó khăn nếu ép kẻ địch với 2-3 người, đặc biệt là có thêm xạ thủ nhé. Và Red giống nhà Wonder không phải là con bài lý tưởng để có thể lấy trụ đâu. Có thể ở đoạn đầu và giữa game ấy, Red có thể đè được các vị tướng đấu sĩ kiểu như là Omen, Ali, Fjord. Nhưng dạng sau khi bạn ngang tiền và về cuối game phun đồ rồi ấy, thì Red lại tỏ ra yếu thế hơn. Tác dụng lớn nhất ở con rơi nếu các bạn cầm Red đi đường đó chính là lấy điểm nội tại trước trong khi thời gian chờ tân lính nhé. Chốt lại, cả Red và Wonder đều là những con bài tốc độ farm lính đường và đi rừng rất nhanh. Nhưng Wonder sẽ có khả năng thủ trụ tốt hơn vì tầm chiêu rộng. Red sẽ nhìn ngân Wonder cho tình huống lật kèo nhờ các pha khép góc và hồi phục bá đạo của bản thân. Mùa 22 này là điều kiện không thể tốt hơn cho những vị tướng khỏe ở đoạn đầu như kiểu Wonder và Red triển khai thế trận ép dừng đầu game khi biết được giờ ra bùa của kẻ địch. Wonder 8 điểm, Red 8 điểm, 7 điểm nếu định ép trụ với số đông. Thứ tư, áp lực trận đấu. Để có thể đánh giá vị tướng nào khỏe hơn ấy, thì chúng ta phải xem tầm ảnh hưởng của chúng lên trận đấu, từ khả năng bắt lẻ đến khả năng ép ra tranh, đặc biệt là nhiệm vụ trong tranh tổng. Wonder có khả năng ép ra tranh mạnh khi vừa có thể băng vào một cách mạnh mẽ kèm ứng khống chế diện rộng. Đối với các vị tướng xạ thủ nói riêng ấy và các vị tướng máu mỏng nói chung, thì với một Wonder full dam chỉ cần combo nhẹ nhàng 1-2 đã có thể đưa kẻ địch lên bảng điểm số, chưa cần dùng chiếc cuối luôn. Và khi đang cả lướt phía trước, Wonder với chiếc của mình hoàn toàn thể búp giáp ảo cho đồng đội ở đằng sau rất là tốt. Nếu gặp các vị tướng thấp máu ư, có thể dễ dàng kéo kẻ địch với chiêu 2 của mình. Với việc kiếm chiêu hồn giảm thời gian nội tại, thì một Wonder full dam rất là thích hợp, có thể đánh yếu máu hạ gục bất kỳ kẻ địch nào trong thời gian ngắn, đặc biệt là bọn xạ thủ là pháp sư máu mỏng. Còn khi lên dìu cho Wonder, với cái lượng máu được gia tăng từ trang bị này ấy, sẽ giúp cô nào có thể càn lướt nhanh hơn trong tranh. Kể cả các bạn lên đồ semi tank cho Wonder ấy, thì đây vẫn là vị tướng có lượng sát thương ổn định. Vedet. Sát thương của Vedet không phải là kiểu sốc phát một như kiểu Wonder, mà là kiểu theo từng nhịp, nhưng nếu Vedet full dam và quá xanh ấy, thì xạ thủ cũng có thể bị bay màu với một cái lắc thôi. Vedet rất thích những giao tranh đông người, tiếng pha lắc vòng sẽ trở nên dễ dàng và dễ chung hơn. Và đồng thời cô nàng có thể liên tục gây ra những ứng khống chế lên kẻ địch. Nếu chỉ cần một con bài thì kết thúc được kẻ địch thì đó là Vedet, với cái lượng sang chuẩn được tạo ra ở chiếc cuối. Việc Zirea thang tăng máu ấy giúp Vedet có thể tự tin hơn cho tình huống băng vào giao tranh mà không quá sợ về khả năng sốc đam từ kẻ địch. Chốt lại, cả Vedet và Wonder đều có những điểm mạnh riêng của bản thân, nhưng Wonder sẽ có khả năng càn lướt khép góc kẻ địch, vẫn có thể quan tâm đến đồng đội, còn Vedet sẽ thiên về trên là càn lướt dứt điểm mục tiêu hơn. Với việc biết chính xác thời gian hồi sinh của bùa kẻ địch, cả Vedet và Wonder ấy cùng đồng đội có thể set up các pha đánh mạnh vào một hoặc là hai khu vực rừng bùa khá đơn giản. Vì ngay cả khi ngồi chiếc cuối nhá, độ áp lực của những pha băng xả khi bạn out tiền là áp lực cực lớn, đặc biệt trong địa hình hẹp như kiểu hang bùa. Nhưng để có thể càn lướt mạnh trong tranh, cả Wonder và Vedet cần có những đồng đội có thể băng xả ra tranh cùng như kiểu bọn Lordaeon, Richter, Tachi, Hayate. Hay chính là hai con bài này có thể cùng kết hợp với nhau trong một đội hình, cùng một trận đấu và trong một pha băng càn càng thêm nguy hiểm hơn. Wonder 8 điểm, Vedet 7 điểm nếu xạ thủ có thể tự lo ổn nè. Và các đồng đội khác thể giúp khống chế nhiều mục tiêu thì Vedet 8 điểm nhá. Thứ 5, Rangdon chọn tướng nào để thể dễ dàng giành chiến thắng hơn. Rangdon phải dựa rất nhiều yếu tố, vậy cầm đi đơn ấy, con nào dễ gánh team hơn nhở? Wonder dễ chơi, có thể đi mọi vị trí ở trong đội hình, đảm nhiệm các vai trò khác nhau từ gây đam cho tới chống chịu. Là con bài chỉ có thể giao tranh hoặc là trao đổi thức trong thời gian ngắn, nhưng khả năng hồi phục là chưa đủ để thể lật kèo ngoạn mục. Tuy nhiên độ cơ động vị tướng này không phải là quá cao, nên yêu cầu kỹ năng tung chiều của anh em rất là quan trọng, đặc biệt là chiêu 2 nhá. Vedet cần thời gian luyện tập vì bộ thức ấy toàn kỹ năng định hướng thôi, mà lại còn cần độ chính xác cao vì tầm chiêu không phải là rộng như là chiếc cuối Wonder. Có thể đánh nhiều nhịp vì thời gian hồi chiêu nhanh, giúp liên tục có những lần khống chế và hồi phục này. Thích hợp đánh trong cái thế càn hơn là đánh kiểu từ từ làm tường cho chủ lực. Thế nhưng do phụ thuộc khá nhiều vào nội tại nên nếu không sử dụng chính xác lên kẻ địch ấy thì mọi thứ sẽ trở nên công cốc. Chốt lại, cả Vedet và Wonder đều là những vị tướng đa năng, có thể đi nhiều vị trí, nhưng Wonder sẽ có khả năng dồn đan nhanh hơn cũng như là bảo kê chủ lực ổn hơn. Còn Vedet lại kiểu về kiểu dai dẳng gây đam từ hồi phục và cả hiệu ứng khống chế vì thời gian hồi chiêu khá nhanh. Chốt sổ lại là chơi cả hai con đấy đi anh em ạ, khỏi phải lăn tăn. Nếu bạn cần vị tướng dễ chơi hiệu quả cao ấy thì Wonder là lựa chọn thích hợp, còn Vedet dành cho anh em có kỹ năng tốt hơn nè và cũng như một cái đầu lạnh để xử lý kỹ năng tốt cho tình huống yếu máu. Vậy theo anh em kèo này ai khỏe hơn, ai đa năng hơn thì có thể comment dưới video nhá. Bấm nút like ủng hộ TNG và comment kèo thơm hơn để TNG thực hiện và gửi tới cho anh em nhá.